Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip buổi sáng ngày Chủ nhật, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một siêu phẩm của hãng Saba, bộ âm thanh để cho anh em sưu tầm. Và đây là một bộ âm thanh được vận chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam. Một bộ âm thanh mà rất là quý hiếm ở trên thị trường, rất là hiếm gặp và nó mang giá trị sưu tầm rất là cao. Một bộ âm thanh của Đức anh em ạ, bao gồm một âm ly, một đầu quay băng và một radio. Anh em có thể nhìn tất cả nó đều quay sách. Đấy. Anh em thấy nó đẹp không ạ? Rất là đẹp. Đây là một bộ âm thanh được sách tay theo đường Thụy Sĩ về Việt Nam. Và nó mới đến khoảng tầm 95-96%. Chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi anh em ạ. Đấy. Và bây giờ thì Việt Vinh xin mời anh em xem qua. Trong clip ngày hôm nay thì Việt Vinh chỉ giới thiệu sơ qua về bộ âm thanh này thôi. Đấy. Anh em có thể nhìn. Mới không ạ? Mới đến 95-96%. Anh em có thể nhìn từ cái tay nắm này. Cái tay nắm là cái chỗ mà chúng ta hay cầm nhất, nhưng mà anh em có thể nhìn nó còn mới như này. Đấy, cho nên là đây là một bộ âm thanh mà rất đáng để chúng ta sưu tầm đấy anh em nhé. Anh em đừng so sánh bộ Saba của Đức này với cả những cái bộ mà của Nhật. Anh em có thể nhìn độ mới của bộ Saba mà mình đang giới thiệu đến anh em. Đây này, từ cái công tắc này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Mặt phay nhôm xước rất là đẹp. Đây. Đây là cái tay nắm này, tay nắm của đầu tép này. Tay nắm của đầu tép. Quá là mới luôn đúng không ạ? Đây. Đây chúng ta có thể nhìn các nút mà khi chúng ta bật nó còn sáng choang này. Gần như bộ âm thanh này chủ nhân rất ít khi sử dụng, gần như là để trưng bày thôi anh em ạ. Và như Vinh nói lúc đầu rồi, bộ âm thanh này bộ âm thanh để chúng ta sưu tầm anh em nhé. Để chúng ta sưu tầm. Về chất âm của nó thì quá hay rồi, chất âm của Saba. Đấy, chúng ta có thể nhìn. Đẹp không ạ? Anh em đã bao giờ nhìn thấy bộ nào đẹp này chưa? Đồng hồ vu vẩy này. Đấy, núm nút này. Clip ngày hôm nay thì Việt Vinh chỉ giới thiệu sơ qua thôi anh em nhé. Sơ qua thôi. Đấy. Anh em nào mua thì anh em có thể chốt. Tại vì không phải lúc nào chúng ta gặp được bộ âm thanh này đâu anh em ạ. Đấy, quay sách anh em nhìn này. Gần như là chủ nhân không bao giờ chạm vào cái quai này luôn. Đây, mặt phay nhôm xước này. Anh em nhìn thấy đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn. Đây là âm ly đây anh em nhé. Đây là âm ly. Đấy, volume này. Đấy, từ cái rắc này anh em nhìn này. Rắc 5 chân này. Đèn bóng luôn. Xuất sắc luôn. Đây, công tắc bật để anh em nhìn này. Quá là mới. Đây, tay nắm đây. Đấy, mình chỉ cho anh em xem. Đây, tay nắm ở đầu tép. Âm ly. Đấy, anh em nhìn này, sassy rồi. Anh em có thể nhìn quá, đẹp quá. Đấy, tay nắm này. Quá là đẹp luôn. Đây, đây là bộ dây rắc. Trên đầu radio nhé anh em nhé. Mới không tưởng tượng luôn anh em ạ. Mới thì thiếu đúng thùng xốp thôi. Đây chúng ta nhìn cái rắc này, sau này. Sáng choang. Ở dưới này thì là đầu tép. Đây chúng ta nhìn. Lay in lay out. Đúng nút sáng choang. Saba. Model này nằm hết trên này rồi anh em nhé. Anh em tự nhìn. Đây anh em có thể nhìn này. Các rắc kết nối đầu vào này.
sáng choang luôn. Đấy. Gần như chủ nhân của bộ âm thanh này gần như không sử dụng, họ chỉ để trưng bày thôi anh em ạ. Vì vậy cái bộ âm thanh này nó rất là quý và rất là hiếm. Đấy. Và đặc biệt thì nó rất là mới. Cho nên là anh em nào mà có điều kiện thì chúng ta nên sưu tập bộ này, vì không phải lúc nào chúng ta gặp được bộ âm thanh này đâu anh em. Và Việt Vinh cũng là lần đầu tiên Việt Vinh gặp được bộ âm thanh như thế này. Đây, nó có thể đánh được cầu A, cầu B. Đây là âm ly đây anh em nhé. Đây. Cầu chì anh em nhìn, trong vắt luôn. Cầu chì vẫn zin này, chưa đứt bao giờ này, anh em nhìn sợi trong này vẫn nguyên này. Đó. Một bộ âm thanh rất là đẹp đúng không ạ? Đây chúng ta có thể nhìn ở phía này được. Đây chúng ta nhìn quay sách này. Ốc này. Đây, ốc đây anh em, sáng choang. Bộ âm thanh này thì chỉ có giá hơn chục triệu đồng thôi. Một bộ âm thanh của Đức, của hãng Saba, một thương hiệu quá là nổi tiếng của Đức rồi. Và chất âm của Saba thì Việt Vinh cũng không cần quảng cáo nữa. Và đây là một bộ âm thanh quý hiếm, nó đầy đủ 3 thớt radio. Anh em nhìn này. Đấy. Rất đáng để chúng ta sưu tầm, rất đáng để chúng ta trưng bày ở không gian nhà chúng ta. Đấy. Một bộ âm thanh rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn tổng thể. Bộ âm thanh rất là khủng. Anh em mình có thể nhìn thấy cái chất của nó khác xa những bộ âm thanh của Nhật đúng không ạ? Khác xa hoàn toàn luôn. Đấy, một bộ âm thanh được sách tay từ Thụy Sĩ về Việt Nam. Không còn gì để chê luôn anh em ơi. Clip của bộ âm thanh đến đây là kết thúc. Mọi cái của bộ âm thanh này thì hoạt động hoàn hảo. Nhưng mà để clip sau thì Việt Vinh sẽ test các chức năng cho anh em xem anh em nhé. Còn clip này thì do thời lượng ngày hôm nay Việt Vinh có chút việc bận, cho nên là Việt Vinh chỉ giới thiệu sơ qua một chút cho anh em xem về bộ âm thanh Saba của Đức. Đấy, một bộ âm thanh rất là quý, rất là hiếm đúng không ạ? Rất là đẹp. Mới đến 95-96%. Đấy, anh em nào mà có điều kiện có thể sử dụng bộ âm thanh này. Và giá bán của bộ âm thanh này là 14.500.000 đồng. Anh em nhanh tay sở hữu.